Chào các bạn đến với tập thứ 16 của trò Uncharted 4. Sau 15 tập đầu, hay chính xác còn gọi là tập thứ 15, thì chúng ta đang ở trên vẫn trên hành trình tìm kiếm kho báu. Lần này là trên những hòn đảo của cướp biển Libertia. Damn it. Giờ chúng ta đang tìm cách đi vào hang động. Hòn đảo những tên cướp biển này phải nói là cực kỳ tuyệt đẹp. Các bạn thấy nước biển trong xanh, dưới đầy rẫy những san hô và hải quỳ. Bây giờ chúng ta đi vào cái hang động này, Giant Gate, một cái cửa vào rất là gọi là khổng lồ. Secret cave stairs. Oh, secret. Cái hang động bí mật này. Đây, dưới biển có cá này. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục hành trình tìm kiếm kho báu của Avery. Man, we're lucky no one ever found this place. Whole thing would be a tourist attraction. Mình mượn cái mũi thuyền để mình leo lên cái mỏm đá này. Ok. This is pretty cool. What? Climbing this cliff? Leo đi trên ngọn những cái ngọn mỏm đá này rất là vui. Wow. Bay quanh kia. Ok. Back in business. What in business? Chào qua không được ta. Đây được rồi. Xe nó bay qua đây. Xem. Ta hãy xem coi hang động này có cái gì. Oh. Phía trước có một đường vô quá đẹp đó nha. You got it, flown it, right? So, does this qualify as the most elaborate place we've seen yet? It's up there. Come on, let's get a closer look. Cái bình cổ bằng đồng. Ồ, ở đây có cái cổng trời ánh sáng chiếu xuống, những tia nắng rất là đẹp. Coi xung quanh đây có một ngôi đền cổ ở giữa trên hòn đảo. Ồ, nó bị che chắn bởi những tảng đá rồi. Chúng ta phải đi đường khác thôi. Tìm đường khác vô thôi. Tối quá không thấy đường. À, đây có đường này đây. Hey Sam, come on, give me a hand with this. Yeah, sure. Đẩy lên. Ui chào. Okay, come on through. Nhanh lên. Qua được rồi. Thank you. Sure thing. Jeez. Lots of lifting and crawling under things, huh? Quá nhiều những cái gọi là bò trường. Đích là chỉ để kiếm kho báu để giải cứu Sam, vừa được tiền mà vừa trả cho cái thằng kia nữa, phải chia cho nó hết một nửa kho báu. Cái thằng mà giải cứu Sam khỏi nhà tù, gọi là bạn tù cùng phòng. What do you suppose this place was? These arches remind me of the St. Dismas Cathedral, but I don't know. Ồ, có một cái cầu treo ở phía trên kia. Cầu treo này bắt qua này. Đây, chỗ này. Đẩy, đẩy anh Sam lên. Sam lên đây Sam. Come on. See what you can find up there. You got it. Well, there's a path. But I don't see another way up yet. Chưa kiếm được đường lên rồi.
thấy đường nào lên cả. Ôi, ôi cái gì? Ôi chào ơi. At least I'm on the other side. Okay. Still need to get you up here. Hang tight. Kiếm cho em cái gì để em bay qua bển coi. Sam, anything? Sam có gì không? Sam, hey, you still there? À, nó mất tiêu luôn. God damn it. Let's see here. I ruined my marriage. Oh. Drove my best friend away. Gì thế? Elephant carving, giống như là gọi là cái ngà voi, cái tượng voi. Two psychos in their army after me. And now my brother's gone missing. On the bright side, there's no one around to tell me I'm an idiot. Biến mất luôn. Đây vẫn bay qua được, đúng là đi đường này này. Không cần nó xem nữa đâu. Bay qua, ê, ê. Chờ hàng xem nó lo đẩy cái cục kia xuống, mình nó bay qua đây rồi. Mày ở đâu vậy? Tao đang kiếm cách cho mày qua đây nè. Khỏi cần. Ok. Everything all right? Yeah, everything's fine. Let's keep going. Okay. Ồ, có cái cây ở đây bự ghê. Chui vô đây coi có gì trong này không? Không có gì hết. Dạ, phải đi ngang qua bên kia. Cột cái dây vô đây. Bay qua bên kia chắc. Đúng rồi đó. Không được. Wow, đẹp quá. Nguyên một cụm đảo. You didn't hear me? When? Back there. I called out to you. I didn't hear you. Why, were you worried? I was worried you got distracted. I'm distracted now. What's that supposed to mean? Nothing. Shall we? Yeah, let's. Cột vô đây. Nhảy xuống đây thử coi. Đúng rồi, bay xuống đây này. Thì ra nó là đây. Ok. Bây giờ trèo lên ngọn núi này. Để coi đây có cái gì không. Sam, no good, it's a dead end. Đường cùng rồi. Chỗ này đường cùng rồi, hết đi được rồi. Phải leo lên trên ngọn đá nãy rồi. Ngọn đá này nè. Leo đường này đúng rồi đó. Ồ cũng. Now what? There's got to be a way across. Phải có cái đường nào đi ngang qua bên kia chứ. Không lẽ nhảy vậy hả trời, trời banh xác quá. Down there. I see some handholds right below us. Đâu? Nhìn xuống dưới có cái đồ nắm tay ở dưới này hả? Đâu? Thấy gì đâu? À, dưới này nó có cái tay nắm này này. Dưới mỏm đá nó có. Để cột nó. Cột đây xong bay xuống. Đó. Chưa bay được, lấy đà. Đúng rồi. There's a path down here. Great. Right behind you. Ok. Đúng rồi đấy. Xem hay quá xem. Phát hiện ra được. Xem rồi, xem bay qua đi. Kì ảnh kìa. Đây, chèo lên đây. Đu
qua đây luôn. Hay lắm, qua được bên này rồi. Đu lại coi có gì không? À bên này. Bên này nó có đường đi. Chết cha. Được được lên được. Sam, in here. Got it. Looks like we're still on the right track. How the hell did no one find this? Khỉ thiệt, sao tại sao mà không ai kiếm được cái chỗ này vậy? Ồ, chưa vào đây coi. Có kho báu nào đây? Treasure nào đây? Helmet. Cái nón giống như nó an toàn đội vô đầu của Ottoman, không biết là của đứa nào. So back at the orphanage. Did you ever think we'd be doing crazy shit like this? No, trở lại cái hồi ở tu viện. Anh có nghĩ là chúng ta làm những chuyện điên khùng giống vậy không? Bay qua đây. It's like we're heading down. Wow. Careful. Trượt xuống đây. Ui da, đầm lầy quá. Khỉ xem. That worked out. Okay, xuống tới đây rồi. That is the second biggest cistern I've ever seen. Wait, where was the biggest? I'll tell you later. Come on, let's get down there. Giờ phải lên xuống tốt dưới này luôn. Chà chà. Bám vô đây. Ok. Qua được đây rồi. Quá đẹp. Sam, come around this way. Còn ở dưới này nữa. Wow. Ngay ở trên hòn đảo có một cái lâu đài khủng khiếp của tụi cướp biển. Ừ, đây có bản đồ này. Sam, check out this diorama. Wow. City street. They actually built all this stuff. These guys, I don't know anymore. Ồ, nguyên tụi cướp biển nó tính xây dựng nguyên thành phố luôn hả ta? Sân gần. Sam, look. Hey, maybe they were planning a massive theme park? Oh. Pirate land. Pirate land. Vùng đất của những tên cướp biển. Tụi cướp biển nó có kế hoạch nó làm nguyên một thành phố luôn. Sam, check it out. First battle. Trận chiến đầu tiên trên biển. Ồ, oh, con tàu của Avery. Attacking the guns. Nhìn đẹp thiệt. That's how it all started. Đây là nơi chứa những tàn tích của bọn cướp biển. Looks like they're writing their code of conduct. Pirate Bill of Rights. À, những nguyên tắc ứng xử của cướp biển. Pirate captain sigils. Đây là cái lá cờ của tụi cướp biển. Nathan, this is the story of the founding of Libertalia. Libertalia, cái nơi địa danh của tụi cướp biển đây. Blueprints. Well, oh, blueprints. Brown prints. Ồ, oh, có bức tượng của tụi cướp biển. Ồ, oh, này được chế tạo rất là cẩn thận, tỉ mỉ.
Lots of supplies in here. Tools, seeds, provisions. Nó có một cái kho chứa đồ ăn nó ở đây luôn. So what the hell was this place? Cái nơi quỷ quái này là nơi nào vậy ta? Staging ground of some kind. Oh my god, it's where they planned Libertalia. Question still stands, did they actually go through with it? I mean, they must have. Look at all this. You don't commit your entire life to something just to walk away from it at the end. Yeah, well, things don't always go as planned. Mọi thứ không diễn ra như chúng ta dự đoán đâu. Ta lên kế hoạch đâu. Vẫn chưa tìm được cái gọi là một cái gì liên quan đến kho báu cơ. Kho báu vẫn còn là một bí ẩn. Đây đây đây, gém cánh cửa để mở vô đây. Đứng lên nó có cái nút. Có nút mở cửa. Ôi ghê vậy. No. One way or another, we're getting in there. Let's just lift it together, all right? Okay. Okay, kéo lên. Trời ơi, cửa nặng gì mà đẩy được. Ôi da, nặng quá. Ôi da, gắng lên. Qua được, nhanh lên. Hết giữ nổi rồi. Ôi chào. Trời ơi, cái gì thế? Wow, đẹp quá. Cái gì vậy? Looks like we got ourselves another trial. Sure looks like it. Một bài test đang sắp tới chăng? Chắc phải giải mã nữa rồi. Để xem lần này là lần. Để coi cái này nó làm được gì. Quen. Quay một cái nó có ánh sáng. À, chuyển mấy cái chữ này vô trong ánh sáng sao cho nó đúng. Chắc vậy quá. Không có gì xảy ra. Ah, they turn the symbols. That'll help. Đúng cái hiệu rồi đó. Ok, sao không có gì xảy ra vậy? There we go. Đúng rồi. Thủy thiệt vậy mới đúng. Mấy cái tượng của mấy tên cướp biển, thủ lĩnh cướp biển. Tiếp tục vòng 2. So who was this Al Basra character? He was a Mughal, one of the soldiers of the Empire. He was teaming up with Aiden. Stories have it he was taken to be executed, but he got freed during the battle and blew up the Gunsway's gunpowder cache. So grateful Avery brought him along? Exactly. Xoay mấy lần coi được không? Lần này được rồi. Chuyện gì thế? Mấy bức tượng cướp biển lại hiện lên nữa. William Mays, Malik, Christopher, Conan. Vậy coi như 8 trên 12 cái rồi. Phải hiện lên hết tất cả bọn cướp biển. 12 tên cướp biển. Yes.
Bin Malik guy. It's Moorish. Yeah, that he is. What's he doing so far from the Barbary Coast? Same as us. Coming to where the action is. Xoay xoay vặn vặn một hồi cho nó đúng. Nó đúng vị trí của nó. Ok, chính xác rồi. Những thành viên cuối cùng của đoàn cướp biển đã hiện lên. Wow, thật là kỳ bí. Cuộc hành trình tìm kiếm kho báu phải đó nè. Thật là quá vất vả. 11 tên cướp biển đã hiện lên nè. Nhìn hơi kỳ kỳ lạ lạ. Để coi nó dẫn mình đi đâu. Một tấm bản đồ nữa chăng. Có một cái nút đẩy chắc đi lên quá. Cái level nè. Pull the level. Biết ngay mà đi lên. Giờ đi tới đâu giờ? Rồi lại nhìn qua bên kia nữa. Vẫn còn mất cái tượng của Avery. I'm starting to get the feeling that our friend was a bit of a narcissist. You think? Yeah. Let's go see what he's got in store for us. Giờ lại đi đâu nữa ta? That's a long way down. Nó nhìn qua bên kia. Stack up, you know, compared to your other adventures. Ask me again when we finish. Giờ chúng ta phải bay qua bên kia, bờ bên kia. Đây nó có cái zip line. Có thể mình tận dụng cái zip line mình bay qua kia. Đây cái zip line này. Ok. Didn't snap. Sweet. Boat's down there. After you, Captain. Ta trở lại con tàu của chúng ta nè. Okay. Island with monstrous Avery statue is to the right. Ok, đi đến cái hòn đảo mà có cái tượng của Avery chùm cướp biển bên tay phải. Yeah, I know the feeling. It's either that or I just, you know, I need another cigarette. Maybe a little bit of both. There he is. Đây, chỗ này đây. Yeah, he's big. Đâu có tượng của Avery đâu. Đây, chúng ta đã thấy được cái tượng của Avery rồi. Vậy là bí ẩn nằm trên ngay cái hòn đảo này. Hòn đảo của chùm cướp biển Avery. Vất vả lắm mới ra tới đây được. Treasure Island, hòn đảo châu kho báu. Ổng có cái ống nhòm nhìn qua bên kia nữa. Dám phải đi ra bên kia mới kiếm được kho báu nữa lắm mà. Không nhận tụi cướp biển ngày xưa giàu thì nó đi đó. Chôn kho báu. Kiếm kho báu muốn điên.
sau. Hey, come on. Sam. Mày anh chị anh. Oh, no, no, no. You do the honors. I insist. Come on. Ok, mình lên chứ phải okay. Xem lên. Alley-oop. Đó, giờ all nhìn right, qua cái ống này nữa, biết ngay mà. What are we looking at? Khỉ bà, dám mấy chôn dưới đáy biển đúng không? Trời ơi, trời, tốt bên kia lực. Oh man. So, khổ big thật. Skull-shaped island, what? Big island. Big island, ở cái hòn đảo rất bự phía kia. No skull. Mình đoán không nhầm, rất chính xác. Hãy nhìn vô đó. Considering everything. You know it is just us here. Chết cha, trời sắp mưa rồi. Allow the field just a little bit of excitement over this. I'll get excited when we get Alcazar's noose off your neck. One. Okay. What? I said okay. No. Your okays are never just okay. It usually means the opposite of okay. Cái gì vậy? Chết mẹ có tụi thằng Ruff. Nó tới đây rồi. Còn ai nữa đây nữa? Tụi nó nha ai. Rồi, chuẩn bị chiến đấu với tụi bay nữa. Ồ, mình đang trên thuyền. Cửa rượt theo đây. Ôi da. Ồ, ký ức năm xưa hiện về chăng? Kỳ thật. Đúng rồi, ký ức của năm xưa hiện về. Ồ, Văn Anh lên trên đảo. À, hiểu rồi, cái phần đầu á là mình đang trên đường mà đi kiếm. Xong rồi bị tông cái chiếc tàu nó văng ra. Rồi mình mới nhớ lại mình. Câu chuyện nó mới diễn tiến là từ ngày xưa. Từ lúc bị bắt ở trên đảo mới có nguyên nhân kiếm được gặp thằng Raff. Trốn ra chung với nó. Rồi mới tới chuyện kho báu. Bây giờ mới tiếp theo cái phần đầu tiên nè. Chiếc thuyền bị tông nè. Đâu rồi Sam. Sam, can you hear me? Rồi mất Sam rồi. Phải chừng Sam xem bị trôi lẹt vô hòn đảo nào đó rồi. Ồ, trời mưa tầm tã quá. Cái hiệu ứng mưa diễn ra rất là đẹp, các bạn thấy không? Xứng đáng là game bom tấn của năm nay. Uncharted 4 A Thief End. Chết cha té. Sam đâu rồi, Sam ơi? Sam! Sam, are you there? Xem đâu mất tiêu rồi ta. Kiếm hoài nãy giờ vẫn chưa thấy được Sam. Tung tích của người anh trai của Nathan vẫn còn dấu chấm hỏi. Supply box. Cái hộp chứa đồ cung cấp. Everything's gone. Mất hết rồi. Maybe it's a good sign. Maybe Sam took. Có thể là Sam lấy nó đi rồi. Cũng có thể Sam kiếm không được Nathan đã đi vô sâu trong hòn đảo này rồi. Right, Sam can't lose anything else besides my life. Talking to myself, that's the first sign of crazy. Jesus. Okay, I'm all right.
Oh, shit. Just push through. Just push through. Oh, trời ơi, ghê quá. Nó bị lở đá. Nguy hiểm thiệt. Cái nơi khốn khiếp nào đây? Nơi quỷ quái nào đây? Ây da, trơn quá. Chết chết. Ây da. Nát cơ thể của Nathan Drake gần như là cạn kiệt rồi. Không có sức lực nữa, không còn một chút sức lực nào nữa. Rồi chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn cutscenes này. Chuyện gì sẽ xảy ra với Nathan Drake sau cú ngã từ trên mỏm đá xuống? Có dấu hiệu nào của Sam không? Vẫn không có dấu hiệu của Sam. Sau một hồi lâu anh ấy đã tỉnh dậy. Có một ánh đèn nhỏ nhỏ phía bên kia. Sam. Có thể là Sam đó. Ồ, có cái đèn pin nè, chiếu đi. Where are you? Biết coi chừng ai, coi chừng có đám kia nữa. Crap. Crap. Ok, giờ mình phải leo lên đó thôi. Gotta get to that. Creepy mall nè. Cái ngọn, cái hòn đá, cái ngọn, những ngọn núi rất đáng sợ kìa. Just stay put, Sam. I'm coming to you. Đây có đồ móc quay qua kia. Ui chào. Hey. Up we go. Xem chết. I
It's a long way. Long way. Long way down. Oh, dắt những vách núi dựng đứng. Này chỉ có hai anh em nhà họ Drake mới có thể làm được điều đó thôi. Ngoài ra không có ai có thể làm được nữa. À, leo núi đá mà không cần dây bảo hộ gì. Mà nó còn sức lực mà để nó đu lên đây là phải nó có một sức khỏe khủng khiếp. Ok, cuối cùng đã lên tới nơi rồi. Oh, có con tàu phía xa xa của tụi Rafe, tụi nó tới rồi. Rafe. Damn it. Khỉ thiệt. Watch your back, Sam. Coi chừng nha Sam. That should hold. Let's hope. Nhà đâu quên kia. Bay qua ngọn thác này. Wow, ngọn thác đẹp quá. Trời chà. Đi xuyên qua ngọn tháp luôn. Đây có một kho báu nhỏ nhỏ. Where to now? Cái ly uống nước. Gỗ. Oh, một xác chết bị đâm. No war for teams. Giờ đi đâu nữa ta? Bay qua đây. Giờ mình phải trượt xuống đây rồi. Ôi da. Jesus. À, nước chảy vào mặt. Ok. Leo tốt lên trên này. Nó có cái hang đi ở trong này. Đây, một kho báu nữa chăng. Spyglass. Ống tẩu gì nè. Cái gì đấy, một xác nó bị treo lên trên. Tall, lanky, full of big, stupid ideas about pirate treasure. Cứ ghi vô sổ sách. Có một gợi ý nào đó cho con đường tìm kiếm kho báu chăng? Bad luck, huh? Biết bao nhiêu đứa đã bị tử nạn tại đây rồi.
trying to climb up there? In those boots? Thằng này nó nói với cái thằng mà cái xác ướp bị treo ở trên ngọn núi này là mày dám leo lên những cái vách đá này mà dùng đi đôi giày đó hả? Đôi giày đó làm sao leo được? Ok, bỏ nó xuống. Pretty sure you don't need this. Ok, có cái đồ Piton. Ok. Ồ, được á, cái đồ này ngon, nó giống của con Lara Croft ở trong Tomb Raider. Bí mật ngôi mộ cổ. Đâm vô đúng rồi. Đâm vô mới leo lên được. Hay á. That's working. Ok, giờ chuyển qua đây. Đúng rồi. Để coi mình đâm lên nè, đúng rồi, đâm lên. Không có lên được nữa ta. Ây da. Ok. Almost there. Ok, đâm cái nữa. Đúng rồi. Ok, cuối cùng đã lên được rồi. Wow. Còn một đoạn đường dài mới qua bên kia nữa. Ok, mình cũng chuẩn bị kết thúc luôn tập thứ 16 của trò Uncharted 4 tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập thứ 17.